đang là tình trạng rất thường gặp ở trẻ và là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Trên thị trường có rất nhiều giải pháp cho các ông bố bà mẹ lựa chọn, nhưng không phải giải pháp nào đều hoàn hảo, và điều lưu ý ở đây là giải pháp đó con bạn thích ứng được tốt hay không mới chính là điều quan trọng. Chị ơi, em không biết sao mà hổm rày á, con em á làm biếng ăn quá trời luôn. Em á cũng thường xuyên đổi khẩu vị coi bé có thay đổi ăn nhiều hay không, nhưng mà cũng vậy rồi chị, cũng thua. Cái em thấy vậy á, em mới đến em đút cho cháu ăn thử. Em ép cháu ăn đi nữa cũng ngậm cho trong miệng á. Sau một hồi cũng cháu nôn ra ngoài hết trơn à. Chán quá chị ơi, giờ em biết sao nữa. Rồi thấy sức khỏe cháu sa sút mà không có năng động như hồi lúc trước nữa. Cái gì chứ, cái chuyện mà bé ăn uống á, khó khăn là các bà mẹ không thể tránh khỏi được. Từ hồi xưa bé nhà chị cũng vậy á, nhưng mà từ khi cho bé dùng cái sản phẩm này nè, Raneo Empatin nè, đó, bé ăn được và hồng hào năng động lắm. Thực phẩm này nè, chiết xuất từ thiên nhiên. Em yên tâm đi, sản phẩm này có mùi vị của quả lê, bé rất dễ uống so với các sản phẩm khác trên thị trường. Vậy hả chị? Em cảm ơn chị nhiều nha. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh mua sắm qua truyền hình Home Shopping Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, việc chăm sóc con cái là một trong những thiên chức lớn lao của người mẹ. Và việc chăm cho con ăn là nỗi lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì các bé trong gia đình của chúng ta sẽ có một khoảng thời gian lâm vào tình trạng biếng ăn, đúng không nào? Và các mẹ cần lưu ý rằng đối với trẻ dưới 6 tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu. Chính vì vậy chúng ta cần phải có một thực đơn dinh dưỡng phù hợp, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu. Và một gợi ý dành cho các mẹ trong giai đoạn này đó chính là tìm đến các thực phẩm hỗ trợ đặc biệt và phù hợp đối với trẻ. Và hiện nay thì các sản phẩm với tính năng là thực phẩm bổ sung kết hợp các chiết xuất từ thiên nhiên là một phương pháp hoàn toàn mới. Và đây là một giải pháp tối ưu dành cho các mẹ để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn biếng ăn. Và ngày hôm nay, để giải tỏa nỗi lo lắng, nỗi băn khoăn của các bậc làm cha làm mẹ, Tấn Hưng Bích Phụng cùng với Home Shopping Việt Nam xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là các bà mẹ trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ, một sản phẩm giúp phục hồi cảm giác thèm ăn cho bé, giúp cho các bé trong gia đình của chúng ta ăn ngon miệng hơn, kích thích sự thèm ăn, gây hứng thú cho vị giác của trẻ và kích thích chức năng tiêu hóa của bé ngày một tốt hơn. Tất cả chỉ trong một chai thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mang thương hiệu Radio Enfant Appetit. Quý vị thân mến, sản phẩm Raneo Enfant Appetit là thực phẩm dinh dưỡng được chiết xuất từ các loại thảo mộc thiên nhiên. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó chính là hồ lô ba, cây long đợm, gừng, tảo xoắn và yến mạch. Đây là sản phẩm rất là tốt, chính vì vậy nó sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, giúp trẻ hay ăn và chóng lớn. Thưa quý vị, hiện nay thì các chuyên gia cũng đang rất quan tâm về vấn đề biếng ăn ở trẻ nhỏ. Đây là một tình trạng đang rất cấp bách trong giai đoạn phát triển mà các bà mẹ đang lo ngại và rất quan tâm. Tỷ lệ trẻ biếng ăn ở Việt Nam chiếm đến 45,9-57,7%. Theo số liệu khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, biếng ăn không còn là vấn đề của riêng các ông bố bà mẹ nữa, mà trở thành vấn đề được nhiều doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm. Việc tìm giải pháp khắc phục tình trạng biếng ăn của trẻ em Việt Nam là một trách nhiệm, vì không ai có thể hiểu nhu cầu dinh dưỡng, thể chất, thói quen ăn uống của trẻ Việt bằng chính người Việt. Các kết quả nghiên cứu về vi chất dinh dưỡng cho thấy tình trạng thiếu vi chất vẫn còn phổ biến ở trẻ em Việt Nam, thể hiện ở tỷ lệ thiếu máu, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng, retinol, huyết thanh thấp, tỷ lệ thiếu kẽm còn ở mức cao. Chúng ta cũng biết, trẻ em Việt Nam với thể trạng dinh dưỡng, đặc điểm địa lý, môi trường sống, thói quen ăn uống không giống với trẻ em ở các nước khác. Nên việc tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng một cách chuyên sâu và chính xác, để từ đó nghiên cứu ra các công thức dinh dưỡng phù hợp và hiệu quả là việc rất cần thiết. Và quý vị thân mến, sản phẩm Raneo Enfant Appetit là thực phẩm dinh dưỡng được chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên. Và đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến đó chính là cỏ hồ lô ba, với tác dụng triệt tiêu vấn đề xáo trộn dinh dưỡng, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Chính vì vậy nó sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, và đặc biệt hơn nữa nó giúp đồng hóa tốt thực phẩm. Thưa quý vị, và một thành phần nữa được chiết xuất trong sản phẩm này đó chính là cây long đợm, có vị đắng khử độc, trị khiết lỵ, kích thích cảm giác ngon miệng khi mà chúng ta ăn. Và
hỗ trợ bệnh tiêu hóa, bệnh đường ruột, từ đó kích thích sự thèm ăn trong quá trình sử dụng. Và ngoài cỏ hồ lô ba và cây long đợm thì bên trong sản phẩm còn được chiết xuất bởi gân, yến mạch và tảo xoắn, rất giàu protein, chính vì vậy rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Như vậy thì sản phẩm Granio Alpha IPT rất thích hợp đối với trẻ em Việt Nam, nó sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu, giúp trẻ hay ăn chóng lớn và như vậy thì sẽ kích thích cho sự tăng trưởng của trẻ nhỏ. Thưa quý vị, sản phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant APT được đóng chai 125ml dưới dạng siro màu cam và có mùi lê, giúp cho các bé rất là dễ uống và được đựng trong hộp giấy như thế này. Và trên hộp giấy này có liều lượng sử dụng để cho tất cả quý vị và các bạn có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm này cho các bé của chúng ta. Và sản phẩm này phù hợp cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Nếu như các bé nhà quý vị từ 3 đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ cho bé uống một muỗng vào buổi sáng. Còn đối với các bé từ 6 tuổi trở lên thì quý vị và các bạn sẽ cho bé uống 3 muỗng cũng vào buổi sáng quý vị nhé. Và để sản phẩm này đạt hiệu quả tốt nhất, tất cả quý vị và các bạn nên lưu ý là chúng ta nên trữ lạnh trong tủ lạnh và phải dùng hết sau 15 ngày khi mà chúng ta mở nắp. Phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant APT sản xuất từ Pháp, phục hồi cảm giác thèm ăn cho trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, gây hứng thú cho vị giác của trẻ, kích thích chức năng tiêu hóa của bé tốt hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giá 550.000 đồng một set, sản phẩm với giá ưu đãi chỉ có tại Home Shopping Việt Nam. Và sản phẩm tiếp theo mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn đó chính là Granio Infant Tonus. Đây là sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất bởi EA Pharma. Quý vị thân mến, Granio Infant Tonus đem đến một giải pháp hoàn toàn mới cho các bậc phụ huynh. Đây là sản phẩm bổ sung các chất được chiết xuất từ hoa quả và tảo biển, rất giàu vi chất từ tự nhiên. Chính vì vậy nó rất tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi sức khỏe trẻ sau khi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant Tonus là một kết hợp chiết xuất tự nhiên của cây tầm ma, cây gừng và cây hắc mai biển giúp bồi bổ cơ thể. Seri là một nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên. Các vitamin này là có tác dụng là ngăn ngừa oxy hóa và cây tầm xuân giúp và tăng cường sức khỏe hàng ngày. Sản phẩm với bao bì được đóng gói rất tiện lợi như thế này đây thưa quý vị. Và ngoài ra được chứa trong chai dưới dạng siro với dung tích 125ml. Có màu cam sẫm và hương vị của trái mâm xôi rất là thơm ngon, tạo nên sự thích thú cho trẻ khi sử dụng. Và các bậc phụ huynh hãy lưu ý là chúng ta sẽ dùng cho trẻ đúng theo liều lượng được in trên bao bì. Và sản phẩm sẽ dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đối với trẻ từ 3 cho tới 6 tuổi, chúng ta sẽ cho trẻ dùng 2 muỗng vào buổi sáng. Còn đối với trẻ trên 6 tuổi thì chúng ta cho trẻ dùng 3 muỗng vào buổi sáng. Và một điều lưu ý đặc biệt là để sản phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất, các bậc phụ huynh lưu ý là chúng ta sẽ bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng 15 ngày sau khi chúng ta mở nắp chai. Quý vị và các bạn nhớ nhé. Quý vị và các bạn biết không, bên trong thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant Tonus này là sự kết hợp của những nước, siro cây thùa, nước quả, hắc mai biển, chiết xuất từ thực vật như là cây tầm ma, cây gừng, cây tầm xuân có tác dụng là cung cấp vitamin C, vitamin A và B cung cấp khoáng chất, canxi, sắt, phốt pho, còn tảo xoắn, spirulina cung cấp chất đạm, khoáng chất và mùi hương tự nhiên của quả hương thảo. Và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng biết rằng gừng là một loại cây nhỏ và rất dễ trồng trong nhà. Đây là một vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt nó hỗ trợ điều trị cho hệ tiêu hóa. Chính vì vậy chúng ta có thể dùng trong các trường hợp như kém ăn hoặc là ăn uống không tiêu cũng đều rất là hiệu quả thưa quý vị. Thưa quý vị, quả thật là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant Tonus là một sản phẩm giúp mang lại sức khỏe cho các bé trong gia đình của chúng ta, bởi vì sản phẩm này được chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên, giúp tăng cường trí nhớ cho các bé, giúp cho các bé học tập tốt hơn và giúp cho các bé có một thể lực dồi dào trước mọi thử thách về thể lực và trí lực. Con thích uống sản phẩm Granio Tonus vì nó giúp con khỏe, năng động, học giỏi, lại còn có mùi quả lê dễ uống lắm. Phẩm bổ sung dinh dưỡng Granio Infant Tonus sản xuất từ Pháp, bổ sung các chất chiết xuất từ hoa quả và tảo biển, giàu vi chất dinh dưỡng từ tự nhiên, tăng cường sức khỏe cho trẻ, phục hồi sức khỏe cho trẻ sau khi bệnh.
Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh. Giá sản phẩm 550.000 đồng một set. Sản phẩm với giá ưu đãi chỉ có tại Home Shopping Việt Nam. Thưa quý vị, nếu như các bé trong gia đình của chúng ta có tình trạng biếng ăn hay là hệ tiêu hóa kém thì quý vị các bạn nên sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Janeo Olfin APT để giúp tăng khả năng hấp thụ thức ăn và tăng men tiêu hóa cho bé. Còn đối với những bé cần sự thông minh, tăng cường trí nhớ và bổ sung năng lượng trong quá trình hoạt động và vui chơi, học tập của các bé thì tất cả quý vị các bạn nên sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Janeo Olfin Tonus rất hiệu quả cho các bé trong gia đình của chúng ta. Quý vị thân mến, sản phẩm Janeo Olfin APT và Janeo Olfin Tonus được nghiên cứu sản xuất và đóng gói bởi EA Pharma Pháp. Và đây là sản phẩm rất thích hợp đối với trẻ em Việt Nam, được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Celia, địa chỉ 28/7A, đường Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tất cả những sản phẩm được giới thiệu trên Home Shopping Việt Nam đều đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng và kiểm tra chất lượng để phục vụ cho tất cả quý vị ngày một tốt hơn. Chính vì vậy mà tất cả quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm này. Hai dòng sản phẩm Janeo Olfin APT và Janeo Olfin Tonus là hai loại thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của các bé trong gia đình của chúng ta, và đặc biệt là hỗ trợ rất nhiều cho các bà mẹ chăm sóc cho những thiên thần nhỏ của mình. Và để sở hữu sản phẩm này rất đơn giản thôi, tất cả chỉ cách quý vị một cú điện thoại. Quý vị hãy gọi ngay về cho tổng đài Home Shopping Việt Nam với hai số điện thoại quen thuộc 0854099999 hoặc tổng đài miễn phí 1800555550. Chúng tôi sẽ giao hàng tận tay đến tất cả quý vị. Hãy sở hữu ngay hai dòng sản phẩm rất hữu ích này để việc phát triển của trẻ nhỏ không còn là nỗi bận tâm của các bậc làm cha làm mẹ trong quá trình chăm sóc con nhỏ. Và đặc biệt khi mua sản phẩm tại Home Shopping Việt Nam, quý vị và các bạn sẽ được tích lũy 3% cho lần mua sắm tiếp theo. Và để biết thêm thông tin chi tiết về tất cả những sản phẩm mà Home Shopping Việt Nam đem đến cho quý vị, chỉ cần truy cập vào website www.hsv.com.vn. Bích Phụng và Tấn Hưng rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Janeo Olfin APT sản xuất từ Pháp, phục hồi cảm giác thèm ăn cho trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, gây hứng thú cho vị giác của trẻ, kích thích chức năng tiêu hóa của bé tốt hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giá 550.000 đồng một set. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Janeo Olfin Tonus sản xuất từ Pháp, bổ sung các chất chiết xuất từ hoa quả và tảo biển, giàu vi chất dinh dưỡng từ tự nhiên, tăng cường sức khỏe cho trẻ, phục hồi sức khỏe cho trẻ sau khi bệnh. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh. Giá sản phẩm 550.000 đồng một set. Sản phẩm với giá ưu đãi chỉ có tại Home Shopping Việt Nam.